nên chọn mua nhà ngoại ô hay nhà trong trung tâm thành phố. Với nguồn ngân sách hạn hẹp, một ngôi nhà ở vùng ngoại ô sẽ là lựa chọn lý tưởng, ngoại trừ việc nó nằm ở vị trí khá xa trung tâm thành phố. Thế nhưng, ngay cả khi bạn ở trong một ngôi nhà nằm giữa trung tâm thành phố, thì nếu so sánh quãng thời gian di chuyển để làm việc, nó gần như không khác biệt với một ngôi nhà nằm ở vùng ngoại thành. Khẳng định này được đưa ra từ kinh nghiệm của Kun Palop, chủ doanh nghiệp xuất khẩu dệt may Nhật Bản. Mặc dù nhiều người tin rằng trung tâm thành phố là vị trí vàng, nhưng giống khuôn pan đối với khu nuôi cần ti tâu ett Giám sát dịch vụ tài chính của câu lạc Bộ Ananta The Vacation, điều này không hẳn đúng. Hãy chọn những gì đem lại nhiều cơ hội hữu hình cho bạn, đừng chờ tới khi đáp ứng đủ nhu cầu về một cuộc sống trong mơ. Vì lý do này, khu nuôi quyết định chọn một ngôi nhà ở ngoài ô, khu vực bang gần suvarnabhumi Serbia, thay vì ở lại thành phố. Mặc dù nơi làm việc ở ngay trung tâm Bangkok, nếu bạn có ngân sách hạn hẹp và muốn mua nhà trong thành phố bạn có thể phải chọn sống xa thành phố nhưng dù quãng đường xa hơn thì thời gian để di chuyển của ngôi nhà ở ngoại thành hay trung tâm thành phố gần khi này hãy lựa chọn ngôi nhà theo nhu cầu sống và mức độ phù hợp với bạn có người cho rằng đi muộn vì tắc đường còn hơn phải chịu cảnh di chuyển xa xôi mỗi ngày đối với một số người khoảng cách có thể không quan trọng bằng thời gian ngay cả khi họ phải đi xa hơn nhưng thời gian là thứ không thể mua lại hoặc yêu cầu thêm vì thế ngôi nhà ở vùng ngoại ô cách xa nơi làm việc trở thành một cái gì đó đem lại nhiều cơ hội hữu hình hơn nhà ngoại ô thích hợp cho tất cả mọi người và mọi lối sống bởi vì ngày nay các vùng ngoại ô được trang bị đầy đủ không khác thành phố chẳng hạn ở khu bang gần sẽ có các cửa hàng bách hóa nhà hàng ăn uống và thậm chí là cả các khu công viên dành cho những người yêu thích vận động thuận tiện cho mọi giới tính lứa tuổi mà tùy theo sở thích của mọi đối tượng khu nuôi nói nhà ở vùng ngoại ô phù hợp về nhiều mặt với những người có ngân sách hạn hẹp rõ ràng giá là yếu tố đầu tiên trong việc chọn nhà ngoại ô vì nó mang lại cho chúng ta một không gian sống và diện tích nhà rộng hơn ở thành phố yếu tố tiếp theo là vị trí đẹp đi lại thuận tiện không thua gì nhà trong thành phố có thể đi lại làm việc thoải mái xung quanh nhà đều có bách hóa tiện mua sắm đồng thời nó cũng có rất nhiều nhà hàng để lựa chọn để đi chơi với bạn bè bệnh viện trường học hay bất cứ thứ gì khác và với sự quen thuộc của việc đã từng ở khu vực này trước đây, tôi thoải mái hơn khi chọn nhà ở khu vực bang gần Suverjan Serbia. Việc đi lại vào thành phố đương nhiên không còn là vấn đề trở ngại. Khun Nui cho biết, lý do Khun Nui chọn mua nhà ở ngoại ô có thể phản ánh bức tranh toàn cảnh về những người đi làm và thế hệ mới trong thời đại mà vị trí không phải lúc nào cũng là điều quan trọng nhất. Thêm vào đó, nó đáng để đầu tư hơn. Ngoài những yếu tố trên, ưu điểm dễ thấy của nhà ngoại ô là yên tĩnh, không kẹt xe, nếu muốn họp mặt người thân hay bạn bè cũng không thành vấn đề. Và bạn vẫn có thể tìm thấy những quán ăn ngon, không khí trong lành từ những nhà hàng nổi tiếng, thuận tiện như ở thành phố, Hun Nui nói thêm. Trước khi di chuyển về sống ở vùng ngoại ô, có lẽ ai cũng cần chuẩn bị tinh thần phải di chuyển xa hơn. Điều này có thể gây áp lực với những người có sức khỏe không tốt. Tuy nhiên, ngoài điều này, ngôi nhà ở vùng ngoại ô gần như không có vấn đề gì khác. Biết đặt câu hỏi để tìm một ngôi nhà, sau khi tôi xác định sẽ mua một ngôi nhà ở ngoại ô thì tôi bắt đầu cân nhắc đến các vấn đề như yếu tố nào mang tính quyết định khi mua nhà. Cá nhân tôi khuyên bạn nên xem xét 4 đến 5 vấn đề là vị trí, đường đi từ nhà định mua đến nơi làm việc. Ngoài ra các bạn cũng cần khảo sát thời gian di chuyển thực, độ tin cậy của dự án, sự an toàn, giá trị gia tăng lâu dài và không gian sử dụng cùng vị trí của những nơi quan trọng đòi hỏi các cơ sở gần nhà bằng cách tổng hợp thông tin để thấy rằng bạn sẽ lấy yếu tố nào làm tiêu chí cân nhắc bên cạnh ngân sách mua nhà sẽ có một số điều bạn cần lập kế hoạch để thực hiện ở cấp độ tiếp theo chẳng hạn như lập kế hoạch tuyến đường từ ngôi nhà mà bạn định mua đến nơi làm việc của mình hôn nuôi gợi ý thông thường nếu chọn nhà ở thành phố bạn gần bư không phải suy nghĩ vì có nhiều hệ thống giao thông để lựa chọn bạn chỉ cần phải quản lý tốt việc quản lý thời gian đi lại nhưng khi chọn nhà ngoại ô, bạn cần suy nghĩ thêm xem nên sử dụng phương tiện di chuyển nào, thời gian mất bao lâu và mức độ an toàn của chúng. Lời khuyên cho những người mong muốn tìm kiếm được một ngôi nhà ngoại ô phù hợp. Bạn có thể bắt đầu từ việc điều chỉnh góc độ suy nghĩ về vấn đề khu vực ngoại thành sẽ gây ra nhiều cản trở trong việc đi lại. Khuôn Nui đã khẳng định, một ngôi nhà ngoại ô ngày nay có thể đáp ứng tất cả các yêu cầu hơn bạn nghĩ. Mọi người không thường xuyên mua nhà, vì vậy họ quyết định mua nhà một lần và mãi mãi do đó việc nghiêm túc suy nghĩ về cả ưu điểm và nhược điểm là điều cần thiết để chúng ta chọn được ngôi nhà xứng đáng với số tiền đầu tư và cuộc sống sau này vì lý do này mua bất động sản để sử dụng thực do đó nên được lựa chọn dựa trên tiêu chí xem xét của riêng mỗi cá nhân nếu sau khi cân nhắc về việc đi lại và các vấn đề khác bạn thấy mình có thể sống thoải mái gần gũi với cuộc sống thường ngày thì cuối cùng hai cụm từ vị trí vàng hay trong thành phố có thể không phải là yếu tố quan trọng trong mua nhà của bạn